Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Vị TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Trước hết là tin Phó Tổng thống Harris đến thăm phòng khám phá thai ở Minnesota trong chuyến thăm lịch sử đầu tiên. Phó Tổng thống Harris hôm thứ Năm đến thăm một phòng khám sức khỏe có cung cấp dịch vụ phá thai trong khi bà ở Minnesota thu hút sự chú ý đến những hạn chế về quyền của phụ nữ mà phía Dân Chủ tin rằng sẽ thúc giục cử tri trong tháng 11. Đây được xem là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống hoặc phó tổng thống đương nhiệm đến một phòng khám như thế này. Chuyến thăm diễn ra khi Tổng thống Biden xem quyền phá thai là một vấn đề then chốt trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 11. Bà Harris tham quan cơ sở St. Paul Health Center Vandalia của Planned Parenthood, trong khi khoảng 20 người biểu tình chống phá thai đứng bên đường phố bên ngoài cầm biểu ngữ phản đối. Sau khi kết thúc chuyến thăm, bà Harris cho biết phụ nữ ở Hoa Kỳ đang phải chịu đựng sự đau khổ thầm lặng vì cuộc tấn công vào sức khỏe của họ. Bà nói rằng hiện nay chúng ta đang đối diện cuộc khủng hoảng y tế rất nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng này đang ảnh hưởng đến rất nhiều người ở Hoa Kỳ. Bà đến phòng khám này để nhấn mạnh công việc đang diễn ra ở Minnesota là ví dụ của sự lãnh đạo thực sự sẽ trông như thế nào. Phía Dân Chủ cho rằng các quyền tự do cá nhân có thể là vấn đề then chốt đối với phụ nữ. Cử tri độc lập và những cử tri quan trọng khác sau khi tối cao pháp viện hủy bỏ quyền phá thai năm 2022, bà Harris tổ chức hơn 80 cuộc họp công khai về chủ đề này kể từ đó. Cựu Tổng thống Trump từng thực hiện chiến dịch gây ảnh hưởng ngầm chống lại Trung Cộng. Các nguồn tin thân cận cho biết rằng 2 năm sau khi nắm quyền thì cựu Tổng thống Trump cho phép CIA thực hiện một chiến dịch ngầm trên mạng xã hội Trung Cộng nhằm chuyển dư luận ở Trung Cộng chống lại chính quyền. Reuters có dẫn lời 3 cựu quan chức cho biết là CIA lập ra một nhóm điệp viên nhỏ, những người mà sử dụng danh tính ma để trên Internet lan truyền thông tin tiêu cực về chính quyền của ông Tập Cận Bình. Trong khi rò rỉ thông tin tình báo gièm pha cho các cơ quan báo chí ngoại quốc, chiến dịch này bắt đầu năm 2019 và chưa từng được công bố trước đây. Trong thập niên qua, Trung Cộng có nhanh chóng mở rộng sự ảnh hưởng toàn cầu và ký kết những thỏa thuận quân sự, thỏa thuận thương mại và đối tác kinh doanh với các nước đang phát triển. Nhóm CIA lan truyền những cáo buộc rằng là các thành viên của Đảng Cộng sản giấu tiền bất chính tại ngoại quốc, chỉ trích về sáng kiến vành đai và con đường đó là lãng phí. Mặc dù các quan chức của Hoa Kỳ không cho biết chi tiết cụ thể về những hoạt động này, họ nói rằng thông tin chê bai là dựa trên sự thật, mặc dù được các điệp viên dùng tên giả công bố một cách bí mật. Hai cựu quan chức cho biết là những nỗ lực ở Trung Cộng là để kích động đa nghi giữa các lãnh đạo hàng đầu ở đó, buộc chính quyền phải mở rộng nguồn lực đuổi theo sự xâm nhập vào Internet mà được kiểm soát nghiêm ngặt của Bắc Kinh. Một quan chức nói rằng là chúng ta muốn họ đuổi theo ma. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết thông tin về chiến dịch của CIA và cho thấy chính quyền Hoa Kỳ đã dùng dư luận và mạng xã hội để làm vũ khí để lan truyền thông tin sai lệch và thao túng dư luận quốc tế. Tiếp đến là tin thẩm phán bác đề nghị của ông Trump đòi hủy bỏ vụ tài liệu mật. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã bác đề nghị của cựu Tổng thống Trump đòi hủy bỏ một vụ hình sự, trong đó ông bị truy tố vì cất giữ tài liệu mật trái phép sau khi rời khỏi tàu Bạch Ốc. Phán quyết của thẩm phán Eileen Cannon ở Florida được đưa ra chỉ vài giờ sau buổi nghe lời khai. Trong đó các luật sư của ông Trump lý luận rằng tội danh chính trong vụ này là mơ hồ. Bà Cannon tuyên bố câu hỏi đó cần được xem xét nghiêm túc nhưng chưa được quyết định tại thời điểm này. Ông Trump không nhận 40 tội danh trong cáo trạng cáo buộc ông mang theo tài liệu mật khi ông rời khỏi tàu Bạch Ốc vào năm 2021. Đây là một trong 4 vụ hình sự ông Trump đối diện trong khi ông tìm cách trở lại tàu Bạch Ốc. Tại buổi nghe lời khai, bà Cannon cũng cho biết bà khó có thể đồng ý với một đề nghị khác của ông Trump đòi hủy bỏ vụ này, với lý do ông xem những tài liệu đó là cá nhân hay vì hồ sơ của chính phủ. Bà nói rằng vấn đề đó có thể được giải quyết trong phiên xử. Ông Trump nộp một loạt kiến nghị trong 4 vụ hình sự của ông trước cuộc bầu cử. Nếu ông đắc cử, ông sẽ có quyền chấm dứt 2 vụ liên bang nhắm vào ông, mặc dù ông không thể ngăn chặn 2 vụ theo luật tiểu bang. Trong vụ này, các luật sư của ông Trump đưa ra 5 lý luận khác để đòi hủy bỏ. Lý luận của họ sẽ được xem xét trong các buổi nghe lời khai sắp tới. Thời điểm phiên xử vẫn chưa chắc chắn.
Công tố viên đặc biệt Jack Smith đề nghị mở phiên xử trong tháng 7, trong khi ông Trump đề nghị tháng 8, mặc dù ông lý luận phiên xử không nên diễn ra trước cuộc bầu cử. California có thể cấm Flamin' Hot Cheetos và các loại snack khác ở tại trường học theo dự luật mới. Các loại snack như Flamin' Hot Cheetos có thể sớm bị cấm tại các trường học ở California. Bộ dự luật đề nghị tại Hạ viện tiểu bang mà sẽ cấm các trường học bán những loại thực phẩm chứa thành phần nhân tạo như màu đỏ 40, màu xanh 1 và titanium dioxide. Nhiều thực phẩm chủ yếu dành cho trẻ em như bánh snack và ngũ cốc có chứa những nguyên liệu này. Các loại snack của Cheetos, trong đó có loại cây phổ biến Flamin' Hot, và các loại snack khác như Doritos chứa màu đỏ 40, màu vàng 5, màu vàng 6. Những loại phẩm màu này nằm trong danh sách nguyên liệu mà sẽ bị cấm nếu dự luật được thông qua. Ngũ cốc như Fruit Loops và Fruity Pebbles cũng chứa những phẩm màu như thế này. Các loại kẹo như Jolly Ranchers cũng có phẩm màu tương tự. Một số loại súp, nuôi phô mai và thực phẩm khác chứa titanium dioxide. Theo luật California hiện hành, thì Bộ Giáo dục tiểu bang phải chấp thuận hướng dẫn dinh dưỡng đối với thực phẩm tại trường học. Bữa sáng, bữa trưa miễn phí dành cho tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 trong tiểu bang. Dân biểu Jesse Gabriel thì muốn sửa đổi quy định để toàn bộ trường học, từ trường công, bán công đến đặc biệt, không được bán hoặc cung cấp thực phẩm chứa màu xanh lam 1, xanh lam 2, xanh lục 3, đỏ 40, titanium dioxide, vàng 5 và vàng 6. Ông cho biết những chất này liên quan đến những lo ngại về sức khỏe nghiêm trọng như tổn hại đến DNA, ung thư, tăng động, vấn đề hành vi từ thực phẩm học sinh ăn phải. Cha của thiếu niên trong vụ nổ súng tại trường học của Michigan bị kết tội ngộ sát. Một thẩm đoàn ở Michigan hôm thứ Năm kết tội ngộ sát đối với cha của thiếu niên bắn chết 4 bạn cùng lớp tại một trường học gần Detroit. Sau khi phía công tố lý luận, ông phải chịu trách nhiệm vì ông và vợ ông cho con trai của họ một khẩu súng và phớt lờ dấu hiệu cảnh báo bạo lực. Ông James Grumbly, 47 tuổi, bị xác định tội phạm trong phiên xử diễn ra một tháng sau khi vợ của ông, bà Jennifer Grumbly, bị xác định phạm tội ngộ sát liên quan đến vụ nổ súng. Ông James Grumbly đối diện 4 tội vô ý ngộ sát, mỗi tội cho một nạn nhân tại trường học Oxford trong vụ nổ súng năm 2021. Các bồi thẩm viên bắt đầu tranh luận hôm thứ Tư. Ông bà James và Jennifer Grumbly sẽ bị kết án ngày 9 tháng 4. Tội ngộ sát có án phạt đến 15 năm tù. Ethan, con trai của ông bà Grumbly, 15 tuổi, tại thời điểm nổ súng tại trường trung học Oxford bằng khẩu súng ngắn bán tự động. Năm 2022, Ethan nhận 4 tội giết người cấp độ 1 và các tội danh khác, bị kết án tù chung thân không được ân xá hồi tháng 12. Hoa Kỳ xảy ra một loạt các vụ nổ súng ở học đường trong những năm qua, thường do học sinh hoặc cựu học sinh thực hiện. Ông bà Grumbly là phụ huynh đầu tiên bị truy tố tội ngộ sát trong vụ nổ súng học đường của con cái. Theo công tố viên Karen McDonald, ông James Grumbly liên tục phớt lờ dấu hiệu cảnh báo con trai ông bị rối loạn tinh thần, không cung cấp sự trợ giúp con trai ông cần và không thực hiện đủ các biện pháp để cất giữ súng an toàn tại nhà. Chuyến bay của hãng United Airlines từ Dallas-Fort Worth đi San Francisco đã đáp xuống an toàn sau khi bị rò rỉ thủy lực. Chuyến bay 1816 của hãng United Airlines từ Dallas-Fort Worth đi San Francisco đáp xuống an toàn vào sáng thứ Năm sau khi phi cơ bị rò rỉ thủy lực khi gần đến điểm đến. Và đây là chuyến bay mới nhất của hãng này mà bị trục trặc máy móc giữa chuyến bay. Trong một loạt những vấn đề gần đây đối với hành khách của hãng này, phát ngôn viên của hãng United Airlines xác nhận rằng chuyến bay bị rò rỉ thủy lực khi phi cơ đến gần phi trường quốc tế San Francisco. Phi cơ Airbus A320 chở theo 150 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Chuyến bay 1816 đáp xuống an toàn sau hành trình gần 4 giờ đồng hồ từ Texas và toàn bộ hành khách xuống khỏi phi cơ bình thường tại cổng. Tuy nhiên, thì United Airlines cho biết rằng xe cứu hỏa và cấp cứu chờ sẵn để phòng ngừa trong khi phi cơ đáp, sau khi khói bốc ra xung quanh bộ phận đáp. Theo hãng hàng không thì khói thường xuất hiện trong những trường hợp như vậy khi dung dịch thủy lực tiếp xúc với thắng. Hôm thứ Hai, có một chuyến bay khác của United Airlines từ Úc đi San Francisco gặp phải vấn đề bảo dưỡng và buộc phải quay trở lại Sydney. Trong trường hợp đó thì hãng
chuyển hành khách lên một chuyến bay sau đó đi San Francisco sau khi hỗ trợ chỗ ở qua đêm. Một loạt các sự việc gần đây trên các chuyến bay của United Airlines bắt đầu từ đầu tuần trước, trong đó nhiều phi cơ của hãng gặp phải những vấn đề, buộc chuyến bay phải trở lại điểm xuất phát hoặc đáp khẩn cấp. Hôm 4 tháng 3, chuyến bay 1118 của United Airlines đi Fort Myers, Florida đã phải quay trở lại phi trường quốc tế George Bush sau khi động cơ bốc cháy 5 phút sau khi cất cánh. Cuộc điều tra sau đó đã xác định màn xốp hơi bị hút vào động cơ. Vào hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần trước, thì hai chuyến bay từ phi trường San Francisco phải chuyển hướng đến Los Angeles. Và đó đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.